tự nhiên cái hai lần trả phí ship ngu ghê. Ok, gói thứ nhất Gocha Satoru. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mail TV. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục Unbox cùng Mail TV. Mua hàng trên mạng cùng Mail TV chứ đúng. Nhớ lộn tên nhưng mà nó cũng xem mà đúng không? Ok, hôm nay mình sẽ unbox. Đây, mình mới nhận được hai kiện hàng này là gì? Đó là những cái case điện thoại. Các bạn có biết là tôi là một trong những người mà kiểu rất là mê những cái thứ dễ thương và muốn những cái thứ mà xung quanh tôi, những cái thứ mà tôi hay dùng nhất nó phải nhiều đồ giống như tôi ha. Cái nhà tôi giờ thành cái shop rồi thì cái điện thoại tôi cũng phải vậy. Hôm nay mình sẽ unbox tổng cộng là 6 case điện thoại nhé. Vậy mình sẽ unbox cái này trước. Hình như là mua la la bò mua từ nước ngoài nhập về. Hả? Đây nè. Trời ơi, vậy đó. Mọi người. Đúng xinh luôn. Mình unbox ngay đây. Trời ơi. Đây cái case đầu tiên của tôi. Niềm đam mê bất tận đối với Mickey Mouse. Đây ở trong này có Pluto, Goofy, rồi Donald. Phải đủ luôn. Quan trọng nha. Nó còn có cả con Mickey đời cũ nữa mọi người. Mickey hồi xưa. Đủ nét vẽ của Mickey từ trước đến giờ luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Tôi nhìn hôm bữa tôi thấy tôi mê, tôi mở liền. Thì đây là case kiểu silicone. Tôi cực kỳ thích những cái case bự như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là một người rất là hay làm rớt đồ. Và những cái case mà nó không có cái đủ cái độ tưng, những cái độ mà cover cho cái điện thoại của tôi không có thích lắm. Tôi thích những cái case mà nó phải kiểu đảm bảo cái độ êm ái lúc mà rớt. Lỡ như mà đi đường mà mình có làm rớt điện thoại thì nó cũng bảo vệ cái điện thoại mình. Ôm trọn luôn. Có hai cái lỗ tai nữa mọi người. Hai cái lỗ tai này để mất. Có một sợi dây kèm theo luôn nha. Trời đất ơi, quá là tuyệt, quá là đảnh luôn. Ở đây thì mình có thể móc nó vô như thế này. Ha ha ha. Xám nha, rất là matching với lại cái case luôn. Cái case này nó cũng giúp tôi bận những cái bộ đồ mà kiểu sang sang một xíu vẫn được á. Vì nó màu trắng đen, dễ phối đồ. Rất là xinh luôn mọi người hen. Bây giờ mình kiểu đeo vậy cũng được. Có thể nới ra nè, đeo qua bên vậy cũng được. Đó, đeo đơn giản như vậy cũng được nữa. Có hai cái móc như thế này còn phù hợp với Việt Nam mình. Nhất là Sài Gòn, nơi mà hay bị giật điện thoại. Giống như tôi, bị giật điện thoại hụt mấy lần. Nút bấm cũng rất là ok nha mọi người. Xong ở đây có thêm một cái móc nè, thể móc chìa khóa vô hay đơn giản là móc cái AirPods vô. Nó bình thường tôi móc theo vậy, tôi móc vô cái lỗ mà sạc á thì nó sẽ hay có tình trạng là khi mà cái case của bạn nó quá cũ nó sẽ bị đứt cái chỗ này ra, đứt cái chui này ra thì không có chỗ móc nữa. Và cái này nó có làm cho các bạn cái chỗ để móc điện thoại luôn, rất là dễ thương. Đúng ý, từ cái hình ảnh nè cho tới cái chất liệu nè, xong rồi tới cái phụ kiện đi kèm cũng đúng ý luôn. Unbox cái đầu tiên mà nó ra được vậy là quá tuyệt rồi, còn gì bằng nữa mọi người. Ok, thì cái ốp này nó xinh như vậy mà tôi mua có 88.000 thôi mọi người. Đó, mua 88.000. Trời ơi, cái shop này mình phải follow mới được. Happy Time VSK nè. Rồi, ok, mình sẽ unbox tiếp. Đây, một cái case hòa quyện giữa idol của tôi và hình mẫu lý tưởng của tôi, đó là Joker và con quỷ Mickey. Đấy, đây là Joker mà có được biến tấu cái tóc thành cái đầu của Mickey. Quá là xinh luôn mà nó còn kiểu là hình nổi nữa mọi người. Màu của nó match với lại cái case này mà nó đổi qua màu đen thôi. Tiện cho việc tôi muốn đổi đồ nên là tôi mua cái case này. Cái case này rẻ lắm, mua chung luôn. Bởi vì unbox chung một kiện á, cái case này có 50.760 đồng thôi. Rất là đẹp, chất liệu cũng dẻo này nha. Nút cũng rất là rõ luôn. Tôi mở lên cho mấy bạn xem. Cái này thì nó không có phụ kiện đi kèm cho nên nó rẻ hơn, không có bự như kia. Cái này dành cho mấy bạn mà không thích xài case bự á. Nó vẫn có cái viền silicone ở hai bên cho cái chỗ mà yếu ớt nhất, dễ bị mẻ nhất của điện thoại ha. Rất là đẹp luôn mọi người. Màu xanh thì bắt sáng nè. Trời ơi, màu xanh rất là sang luôn. Cho mọi người nhìn thêm một nữa nè. Trời ơi, quá đẹp, quá vui. Tiếp tục mình đến với cái bịch thứ hai. Bịch này là mình mua tới 4 case, cũng là hàng từ nước ngoài luôn. Ủa, chung shop nè, Happy Time For You. Trời ơi, chung shop mà chia ra hai đợt. Tôi mua hai đợt mà tôi không có biết á, tại vì kiểu lướt canh sale lướt xong rồi thấy đẹp xong rồi mua. À, như cái này tôi mua trước, xong rồi hai cái này tôi mua khoảng một tuần sau đó. Trời ơi, biết nó là một chỗ mua một lần cho đỡ tiền ship rồi. Đó nè, cái bịch y chang luôn nè. Cuối cùng là mua một chỗ mà hai lần, tự nhiên cái hai lần trả phí ship ngu ghê. Ok, gói thứ nhất Gocha Satoru. Xin lỗi mọi người, tôi hay quá tại vì đã là thích mua case rồi còn mua case toàn hình idol nữa. Nhờ ngoan ngoãn ở nhà mùa này mà tôi tìm được thú vui gọi là quay lại coi anime.
thì bạn nam có clip nhiều hơn tôi. Bạn không biết là khoảng 2 tháng trước tôi coi Jujutsu Kaisen, tôi bị ghiền mọi người. Tôi bỏ coi anime chắc từ hồi mà năm lớp 9 nè. Tôi không coi nữa để tôi luyện thi, xong rồi sau đó tôi bỏ luôn. Cái mình kiểu quên luôn là mình từng thích anime cho tới bây giờ luôn mọi người. Cái hôm đó tôi vô tình tôi thấy cái bộ phim chú thuật sư, lúc đó không biết ai giữa ai khiến tôi ấn cho tôi coi. Coi lèo hết luôn mà đúng hút luôn. Thì cái người mà tôi thích nhất Gojo Satoru. Thầy tôi thì năm mê đến cái mức độ mà mua rất là nhiều đồ liên quan đến Gojo rồi. Bây giờ tôi mua đến case điện thoại luôn. Cái case đúng đẹp, màu xám, đúng đẹp luôn mọi người. Hình nào điện thoại là em tôi, đằng sau điện thoại là chồng tôi. Dạ. Mình vậy chắc khỏi đổi điện thoại luôn á. Có 65.000 thôi mọi người. Chồng tôi chỉ có 65.000 mà đã hiện diện bên tôi mỗi ngày rồi. Ok, tới cái tiếp theo. Cái cây này thì đúng dễ thương luôn. Tôi thấy thích quá. Cute. Đó gì vậy? Uncle Hồ Bát. À, hết hồn tưởng Makoso qua. Khăn giấy cồn, đúng không? Ồ, khăn giấy cồn rất thích hợp cho mùa này. Nhỏ xíu dễ thương. Này chắc được tặng thôi. Mà các bạn có thể dùng để lau case điện thoại. Trong có cái logo xinh. Ở ngoài thì nó là cái máy chụp hình như thế này nè. Và cái dạng silicone này rất là bảo vệ cho điện thoại mọi người. Mình hồi xưa là mình toàn xài dạng silicone bự cỡ này không nè. Ồ, mở ra được luôn. Hay ta, kiểu hoạt hình nó nhìn nó dễ thương. Bay anh gỗ xíu nha. Ok, đây mọi người. Nhưng cái case nó sẽ bự như này làm cho điện thoại mình nó to hơn. Nhiều bạn thì ngại xài điện thoại to, nhưng mà mình càng to càng tốt. To như cái iPad cũng được nữa. Ở đây thì nó có cái dây luôn, phụ kiện đi kèm. Đây, thì cái dạng này thì treo ngang như vậy. Cái dây cũng xinh nữa mọi người. Cái dây màu hồng đeo vô rất là cưng luôn. Cái này phù hợp với mấy bộ đồ mà kiểu cute cute Lolita các kiểu á. Cái case này mình mua với giá là 162.000. Mấy cái loại mà silicone mà bự bự như vậy á thì nó sẽ cao giá hơn một xíu. Tuy nhiên 162.000 thì mình thấy nó vẫn ổn. Phụ kiện đi kèm các thứ. Tiếp đến cái bịch này, còn hai cái nữa. Thì ra mọi người hay kêu tôi là săn case 1K, 2K gì đấy. Săn sale case mà có 1-2 ngàn, 5 ngàn gì hết. Mình cũng biết cái loại đó, nhưng mà mình mua case theo kiểu giống như là mình mua đồ và quần áo vậy. Mình không có mua theo kiểu nó rẻ hay nó mắc. Thì case của mình, mấy cái case này là mình nhìn vô là mình khoái liền rồi đó. Thấy Gojo, thấy Mickey, thấy Joker. Hay là thấy đơn giản là cái kiểu này silicone là mình hay xài nè. Mình thấy thích và giá là mình mua được là mình mua thôi. Đó. À, cái này mỗi bịch đều được tặng giấy nè. Ô thì mình để ý nãy giờ trong các bịch đều có cái bịch giấy cồn. Thì chắc là cái giấy này để chùi case, lau case, lau điện thoại rồi đó. Lại là Mickey này. Nhưng mà kiểu này thì nó kiểu hơi màu sắc, nhưng mà vẫn có một xíu đắt đá. Do cái con Mickey này nhìn nó hơi rippy xíu. Nhưng mà đẹp, mình thích mấy cái kiểu này. Mua nhiều xong rồi kiểu phối case hay outfit mình bận. Case này thì nó sẽ không có phụ kiện đi kèm. Loại này là cái loại vừa ôm điện thoại luôn. Nó không có quá dẻo. Mình thích mấy cái nút nè mọi người. Mấy cái nút nó rất là kiểu nhôi ra, bấm dễ. Nó không có giống một số loại case trước đây mình mua là kiểu cái nút nó bị nằm ở trong á, xong rồi kiểu bấm rất là khó. Nghe tiếng nữa ha. 89.000 một cái case này. Con Mickey nó lòi ra luôn nè, nó nhô lên. Cho các bạn nhìn kỹ ha. Họa tiết rất là đẹp đúng không? Nó có mini, mini màu hồng. Các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới, mình để link mua bên dưới cho các bạn check thử. Ok, tiếp. Một cái case cuối cùng của ngày hôm nay. Nó có cái form giống cái con Mickey đầu tiên. Nó không có dây theo ha. Nó không có dây dài giống như con đó. Nhưng mà nó có một cái. Mình mua cái case này là tại vì cái cục bông này mọi người. Nó cho cái cục móc khóa. Có cục bông rất là xinh luôn. Ngoài ra còn có cái cục turua. Xong rồi có một cục hologram. Xong rồi có cái ngôi sao năm cánh. Và ở ngoài thì kiểu ui da, nổi da kìa. Nổi da kìa. Lỗi, bệnh tôi. Đấy, bóng, khá là bóng, sáng, sủa. Cái này phối với những cái đồ mà màu nâu. Đấy, hay nhìn cổ cổ xíu. Có sợi dây này vô, như thế này. Nói chung là nó nhái nhưng mà nó sẽ kiểu biến tấu xíu. Không có gọi là 100% LV. Thì cái này giá 92.000. Đấy, mấy cái mà có phụ kiện thêm thì nó hơi mắc hơn một xíu. Form nó đẹp ha, nhìn như con mèo vậy đó. Rất là bo viền từng cái góc mà camera là các thứ. Mấy cái case này mình thích là thích cái phần nút nè. Phần nút bấm rất là dễ, không có bị cứng. Trời, mình rất là thích kiểu cầm điện thoại mà nó to như thế này nè. Cầm giữa tay là tay mình to á. Yeah. Ok, thì đó là tất cả những cái case mà mình đã mua ngày hôm nay. Các bạn thích case nào? Các bạn thấy case nào là đẹp nhất? Các bạn để lại bình luận phía bên dưới cho mình nha. Nha. Với lại nhớ like video clip, share video clip giúp tôi để nhiều người biết hơn. Bạn nào mà chưa có subscribe
subscribe, chưa ấn đăng ký thì nhớ ấn vô cái nút màu đỏ đăng ký, nút subscribe và kể cả cái chuông kế bên nút đó để nó có thể là báo thông báo cho bạn là mỗi khi mà tôi ra clip mới, tôi ra clip rồi coi đi nè đó, nhớ nha, nhớ ấn. Với lại tôi có một cái channel phụ là Mail Dream, các bạn nhớ follow cái ad đó, subscribe cái ad đó giúp tôi nha. Thì bây giờ hết video clip rồi, sayonara mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video clip sau.